Em Tony Tiến xin chào quý anh chị các bạn nhé. Em chia sẻ cách nuôi ong tại nhà quý anh chị này. Như đàn ong em đã mở ra đây thì đàn ong đang phát triển nhé, bỏ chân cầu mới đang phát triển ạ. Và nuôi ong chúng ta lên tránh thắt thùng này, con bướm này, thả là con chuồn chuồn quý anh chị nhé. Và con ong này đúng quý anh chị này, em vừa đập cái con ong này, con ong này nó chuyên ong ăn cái ong mật của chúng ta đây. Con này là con dữ nhất đây, một con này nó ăn nhiều lắm quý anh chị nhé. Đây em vừa đập chết, đây em sẽ bỏ vào đây để xem thử đàn ong của chúng ta nó sẽ xử lý như nào quý anh chị nhé. Đây thì em cũng chỉ có xem thôi, bỏ ra xem thôi, tiện em quay thử thôi để xem review xem con ong này nó chuyên ăn bắt cái con ong của mình ấy. Đó, để cho nó ngửi mùi vào nó xem nó báo động sao ạ. Đó, nó về rồi, như quý anh chị đã thấy ạ. Một hai con nó đâm vào rồi, nó chích đấy quý anh chị nhé. Xem nó tha vất điên quý chị ạ. Những con ong này đây này em đập đi nhé, không phải nó chích chết đâu ạ. Con ong này nó bắt con ong mật của mình ạ. Nó báo nhau để xem nó ra, em thử xem nó ra làm sao ạ. Em sẽ đẩy vào trong nhé, đẩy vào ngay cửa hang để xem nó, bọn nó như phát hiện nó xem nói gì ạ. Đó, như quý chị đã thấy thì một ngày là càng đông ạ. Em nghĩ nó sẽ tha vất đi quý chị ạ, xem nó tha dọn dẹp không, nó vất đi ạ, để nó báo cáo thứ tình hình như ra sao. Đó, nó tha đó, một con đó, nó kéo đó, vì nó phải bảo vệ cái tổ của nó mà quý chị. Nên đàn ong là chúng ta lên vệ sinh thôi, đàn ong sạch sẽ đừng cho để bị dịch bệnh lây bệnh quý chị nhé. Cái nghề nuôi ong thì chúng ta hạn chế về vấn đề đó. Đấy, mỗi ngày một đồng quý chị nhé. Thôi em sẽ đổ đậy lại thì cho đàn ong nó yên tĩnh đi nhé. Em đậy lại, em quay tiếp về cái vấn đề đó. Rồi, như quý anh chị thấy nó vẫn chưa tha đi nhé. Đấy, còn ong ngay trước cửa hang một ngày nó động một lần. Em mới zoom to lên quý anh chị xem ạ. Con ong này chúng ta phải nên nhìn thấy, chúng ta nên xử lý vứt đi nhé. Đấy, nó báo động nó ra nhiều thì quý anh chị thấy chưa. Em phải để vào cửa hang ổ xem bọn nó làm trò gì ạ. Thí điểm để xem biết cái ngành ong quý anh chị nhé. Đó, những con ong đấy nó chuyên ăn cái ong của mình rất nhiều quý chị, nó một lúc nó ăn 3-4 con quý chị nhé, nó bắt nhá. Gặp chúa con ong chúa mà gặp mấy chúa mà mới tập bay đi thụ tinh là nó cũng ăn nên quý chị, nó bắt nó ăn nhá. Mấy con chuồn chuồn con cóc chúng ta ở dưới chân này cũng không để cho cóc ở nhiều nhé, nó chuyên ăn ong của mình ở dưới, là về những con ong nào chưa về kịp là nó rụng xuống dưới là nó ăn đấy. Cái cóc này, cái nọc, cái miệng nó không sợ cái nọc của ong ạ. Nó vẫn chưa ăn thua cái chuyện này, cả ong đực ra rồi. Thấy báo động rồi mà ra vào, chui ra vào để ngay cửa hang mà chưa. Đúng ra nó phải dọn dẹp, một số dọn dẹp để vứt đi quý chị nhé. Nó không để đó. Hôm nay em sẽ review một chút thôi, xem khoảng tầm 2-3 phút xem cái đàn ong của chúng ta nó xử lý con ong ta là như thế nào. Con này chuyên đi ăn các bắt con ong mật ạ. Em vừa nhìn 3-4 con mà nó khôn không thấy người nó chạy quý chị nhé. Em đẩy vào một chút, nếu mà cảm không được này chúng ta em đã xin dừng đây. Đó, em để vào đó. Em cửa hang nó đi lại xem sao. À, nó tha lắm quý chị thấy chưa? Nó kéo chưa? Xem sự đoàn kết của như nào, vì một con ong thì nó con ong này nó gấp 4 gấp 5 lần con ong kia cơ ạ. Cái này thì em để thử thí nghiệm xem là ong nó tự nó khiêng to, nó khiêng mấy con nó khiêng đi được như quý chị nhé. Vì mình đập chết rồi, thử xem để vào trong thôi, chứ còn để như vậy nó một lúc thì nó, nếu mà em hất ra thì một lúc nó yên ổn thôi quý chị ạ. Nó vẫn thấy sự để yên tĩnh đấy, nó chưa nó đẩy đi quý chị ạ, không biết là làm sao ạ. Những con ra vào đó. Kéo ra, quý chị thấy một hai con nó kéo ra để cửa nó đi ạ.
Em để giữa cửa chặn một hai con nó kéo ra, bây giờ có đường đi rồi. Thôi thí điểm như vậy thì em cũng toàn đi đến cũng chơi thử đùa với những chú ong xem như nào nhé. Vì mình thử xem có một vật lạ để trước cửa hang xong nó vẫn biết là con động vật đấy nó bị chết rồi ạ. Cũng loài ong với nhau mà nó biết là chết rồi nó cứ để đó. Rồi nó sẽ chắc là em nghĩ là nó sẽ vào trình báo trong nó sẽ phải tha vứt đi ạ quý chị nhé. Nó không để ô nhiễm ở cửa hang đâu. Vì nó nặng có một hai con nó chưa có chưa chưa phân biệt được cái đàn ong mình như nào đâu. Rồi cuối video em Tony Tiến cũng xin phép dừng ở đây nhé. Thử thí điểm đàn ong xong là vẫn nó vẫn cứ để yên nó chưa nó tha đi ạ. Xin quý chị xem thấy hay thì hãy nhớ ủng hộ em Tiến Sơn Đòn nhá. Em xin phép dừng ở đây ạ. Xin quý anh chị xem và ủng hộ em Tony Tiến Sơn Đòn một like và bấm nút chuông để người đầu tiên nhận được nhá. Em xin dừng và hẹn gặp lại quý anh chị video sau ạ.